Chào bạn, hôm nay Pin Hà Nội sẽ cùng bạn tìm hiểu cái mẫu pin đuôi nguồn của hãng Mitsubishi có mã là CR17335SE. Thì cái này thường lắp cho các máy POC có mã Q6BAT, nên có thể có thêm ký hiệu là Q6BAT. Điện thế của viên pin này là 3V và nó thường đóng hộp 5 viên như thế này. Trong này nó sẽ có 5 viên CR17335. Pin này là pin lithium, có gắn sẵn cái dây và rắc. Và rắc cắm này thì tương thích với các cái PLC Q6BAT. Rắc này có hai dây bạn nhé. Dây đỏ là dương, còn đen là âm. Còn đây là cực dương của viên pin. Còn đây là cực âm. Trên pin thì sẽ có in nhãn hiệu là Mitsubishi. Mã là CR17335SE. Điện thế là 3V. Và nó còn in cái kiểu là Q6BAT ở đây. Ngoài ra thì chúng ta sẽ thấy cái date là cái năm sản xuất và tháng sản xuất, ví dụ đây là tháng 4 năm 2023. Về kích thước thì nó sẽ có viên pin có chiều dài là khoảng 33 mm, và đường kính này là khoảng 17 mm, nên nó có ký hiệu là 17335. Pin này thì có đặc điểm là cái dung lượng lưu trữ rất là tốt và ổn định, nên là người ta thường sử dụng để nuôi nguồn bộ nhớ các cái máy POC hoặc CNC. Để tìm hiểu kỹ hơn về cái viên pin Mitsubishi Q6BAT hay là CR17335, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.